Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự trưa nay có những nội dung chính như sau. Các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam. Hiệu quả từ dự án phát triển bò lai của huyện Tuyên Hóa. Phóng sự xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hôm qua ngày 16 tháng 4, Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cung cấp kiến thức và kỹ năng tư vấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ dân số đang thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020. Lớp tập huấn có sự tham gia của 33 học viên là các cán bộ, công tác viên của 15 xã phường thị trấn tại 5 huyện, thị xã, thành phố, gồm thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Trong thời gian 2 ngày, lớp tập huấn sẽ cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, các yếu tố ảnh hưởng và hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh. Ngoài ra, các học viên sẽ được giới thiệu các văn bản của Trung ương và địa phương về đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020, các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh, một số kỹ năng truyền thông, tư vấn và vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn và vận động người dân góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại các địa phương. Trung tâm Dân số Kế hoạch Gia đình thành phố Đồng Hới vừa phối hợp với Ban Dân số Kế hoạch Gia đình phường Bắc Lý mở lớp truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Lớp truyền thông đã cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, một số bệnh thường gặp và cách phòng tránh, việc kiểm soát cân nặng, mức cholesterol, chế độ ăn uống và các hoạt động thể chất, lối sống, việc cân bằng cuộc sống và công việc để tránh áp lực, phương pháp, cách thức sử dụng thuốc và các loại thực phẩm chức năng hiện nay. Thông qua các hoạt động truyền thông, tư vấn nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết cho các cán bộ, hội viên và nhân dân về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến người cao tuổi, vai trò, sự cống hiến của người cao tuổi, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Nhân kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thị xã Ba Đồn đã trao tặng 100 suất quà cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn thị xã. Dịp này, Hội đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn thị xã. Số tiền này được Hội huy động kêu gọi hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp. Được biết, những năm qua, công tác chăm lo cho người khuyết tật và trẻ mồ côi đã được thị xã đặc biệt quan tâm chú trọng, qua đó nhằm giúp cho người khuyết tật, trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng, tạo động lực để các em vơi đi mặc cảm, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Quảng Trạch cũng đã tặng quà cho các đối tượng người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huyện Quảng Trạch hiện có gần 6.000 người khuyết tật, trong đó có 2.500 người khuyết tật nặng. Những năm qua, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Quảng Trạch đã tích cực kêu gọi sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện, giúp đỡ các gia đình có người khuyết tật. Dịp này, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Quảng Trạch đã trao tặng 90 suất quà cho các gia đình có người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, trị giá mỗi suất quà 200.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa được Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Quảng Trạch duy trì hàng năm, nhằm chia sẻ động viên người khuyết tật vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Nhằm góp phần kiến tạo cảnh quan thành phố, công trình hệ thống lan can khu vực kè công viên dọc bờ sông Nhật Lệ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào trước lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018. Công trình hệ thống lan can khu vực kè công viên dọc bờ sông Nhật Lệ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới đầu tư xây dựng, số tiền gần 10 tỷ đồng, với tổng chiều dài dọc bờ sông là 2,5 km. Dự án được khởi công trong quý 3 năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương về xây dựng môi trường sống an toàn và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch đường sông, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Hà đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trước kế hoạch đề ra. Cho đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành được khoảng 60% khối lượng với việc thực hiện các công đoạn như lát gạch đường rào, xây trụ, vừa gia công kết hợp với lắp đặt lan can. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành trước lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018.
tuyến đường tránh lũ xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh được khởi công xây dựng đầu năm 2018. Đây là tuyến đường khá quan trọng với địa bàn thường xuyên bị ngập lụt nhằm đảm bảo giao thông và phòng tránh thiên tai. Tổng chiều dài của tuyến đường là 1.360m, chiều rộng 5m, mặt bê tông dày 16cm. Tổng vốn đầu tư cho tuyến đường này là 2,5 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn phòng chống thiên tai do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Đây là tuyến đường quan trọng, vừa phục vụ việc sản xuất đi lại cho người dân, đồng thời đảm bảo việc di dời tránh lũ cho người dân thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh và các xã lân cận. Hiện tại, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục quan trọng. Dự kiến tuyến đường tránh lũ xã Hiền Ninh sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2018. Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 được tổ chức từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2018, tức là từ ngày 10 đến 15 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, sôi nổi, hào hứng, mang nét đặc trưng của vùng quê Minh Hóa. Đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018, du khách và bè bạn gần xa được thưởng lãm và tham gia các sự kiện. Giải vô địch bóng chuyền huyện Minh Hóa năm 2018, thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Minh Hóa năm 2018, lễ dâng hương tại thác Bụt, khai hội và chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch, thương mại, dịch vụ, hội chợ rằm truyền thống. Chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018, tức là ngày 14 tháng 3 âm lịch. Hãy đến với tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 để hiểu sâu thêm về đất và người Minh Hóa, để có được những trải nghiệm thú vị, để lưu giữ những ấn tượng đẹp, những khoảnh khắc khó quên. Hội rằm tháng 3, điểm hẹn của du khách và của tất cả chúng ta. Vài năm trở lại đây, huyện Tuyên Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nhân rộng tỷ lệ đàn bò lai, thay thế dần những giống bò cốc bản địa kém hiệu quả về kinh tế. Xác định đề án phát triển đàn bò lai giai đoạn 2016-2020 là chương trình trọng điểm của huyện về phát triển chăn nuôi. Do vậy, hàng năm huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn và các phòng ban chức năng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, huy động mọi nguồn lực để phát triển đàn bò lai. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo hội nông dân tiếp tục các chính sách hỗ trợ chăn nuôi như hỗ trợ hộ gia đình chăn nuôi bò lai 50% mẫu ngoại và tổng đàn thường xuyên có từ 5 con trở lên với mức 300.000 đồng một con và hỗ trợ trang trại chăn nuôi 30 triệu đồng trên một trang trại. Để thực hiện có hiệu quả đề án phát triển đàn bò lai giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, Tuyên Hóa cũng đã tăng cường mở rộng diện tích đất trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi bò, mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Nhờ vậy, tỷ lệ đàn bò lai của huyện Tuyên Hóa tính đến nay đã đạt trên 65%, trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ bò lai dẫn đầu toàn tỉnh. Cây ngô là loại cây đóng vai trò chủ lực trong sản xuất nông nghiệp đối với bà con nông dân huyện vùng cao Minh Hóa. Để đảm bảo năng suất, bà con nông dân đang tích cực ra đồng chăm sóc cây ngô vụ đông xuân. Vụ đông xuân 2017-2018, nông dân huyện Minh Hóa trồng khoảng 1.000 ha ngô, trong đó có hơn 700 ha ngô lấy hạt và khoảng 300 ha ngô làm thức ăn cho gia súc. Hiện nay, thời tiết nắng ấm, người dân trên địa bàn huyện đang tập trung làm cỏ, bón thúc, ven gốc trên các diện tích để cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt. Phòng Nông nghiệp huyện Minh Hóa cũng khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện các loài sâu bệnh gây hại, kịp thời phòng trừ để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây ngô. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện về xây dựng nếp sống văn minh đô thị của Thành ủy, Thành phố Đồng Hới, Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động và có những hoạt động thiết thực làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đường phố khang trang, hiện đại, không còn hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Các khu dân cư, tuyến phố luôn sạch sẽ gọn gàng, nhà văn hóa trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, luyện tập thể dục thể thao cho người dân.
Đây chính là những hình ảnh của phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới sau 2 năm hưởng ứng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tổ dân phố 2, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới là một trong những nơi có môi trường sống xanh sạch đẹp. Chiều nào, người dân cũng tham gia tổng vệ sinh, bảo vệ môi trường tại khu dân cư. Nhờ đó mà cảnh quan khu phố luôn sạch sẽ, thoáng mát. Ý thức của người dân từ đó cũng được nâng lên rõ rệt. Đây chính là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Từ trước thì rác đồ vật ngay ngang, môi trường hành cũng được sạch đẹp, cảnh quan cũng không được cho văn minh. Hiện giờ là đang thực hiện cái nếp sống văn minh đô thị của phường, của xã. Thì rác rưởi là được thu gom gọn gàng, môi trường sạch đẹp. Từ ngày hưởng ứng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới được đảm bảo, đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định về trật tự đô thị, bảo vệ môi trường được nâng cao. Trong quá trình hưởng ứng thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bên cạnh sự tham gia tích cực của người dân địa phương, phường Đồng Phú luôn có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động, phụ trách các đoàn thể, tổ dân phố. Đây chính là những người đã tích cực đi đầu trong các phong trào hoạt động phường. Chúng tôi là vận động nhân dân, tất cả các lực lượng, một là ban cảnh sự tổ dân phố, rồi tổ tự quản, rồi là ban công tác mặt trận, vận động nhân dân, đồng thời là phân công cho trong tổ tự quản đó, mỗi người là một cung đường tương ứng với một đoạn đường của tổ dân phố, quản lý, nhắc nhở bà con. Như vậy mà hiện nay đường vỉa hè chúng tôi thông thoáng. Chúng tôi không phải dừng ở đây, mà là vận động nhân dân duy trì cái vỉa hè như thế này để thực hiện cho tốt cái nếp sống văn minh đô thị. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh được hình thành ở khắp nơi, trong từng khu phố, đã tạo động lực để thúc đẩy nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Từ đó tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư. Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng cái kế hoạch số 21 và trong đó là có 3 cái nội dung chính. Một là cái công tác tuyên truyền, hai là cái công tác tổng dọn vệ sinh, ba là công tác chỉnh trang đô thị. Về công tác tuyên truyền thì phường đã tổ chức tuyên truyền qua nhiều cái hình thức. Một là tuyên truyền qua cái trực quan thì Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức làm các cái ban hô, có 7 cái ban hô trên 2 cái tuyến đường chính để tôi tuyên truyền về cái tháng văn minh đô thị và tuyên truyền qua cái xe loa đi trên toàn phường. Hiện nay trên cái toàn phường thì cơ bản là các cái người dân đều nhận thức về cái tháng văn minh đô thị và về cái công tác sử dụng vỉa hè và lịch vỉa hè. Cái phương hướng tới thì tiếp tục phường sẽ duy trì tuyên truyền hàng tuần trên cái hệ thống truyền thanh và cũng như duy trì cái xe loa để rồi tuyên truyền qua cái hệ thống xe loa đi khắp toàn phường để tuyên truyền và duy trì trong những cái tháng tiếp theo. Trong thời gian tới, để cuộc vận động ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, Ủy ban nhân dân phường Đồng Phú tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, trở thành thành phố du lịch lý tưởng. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 17 tháng 4 năm 2018, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm từ 68 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 70 đến 92%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có lúc có mưa nhỏ, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 69 đến 91%. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5m. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.